Rồi ok, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Rồi thì lại là mình đây. Thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cũng như là review tới cho các bạn con máy này nhé các bạn nhé. Thì đây, đây là tổng thể mà chúng ta nhìn ở mặt trước vào nhé. Đây là con máy logo cầm tay, nhưng mà nó là một loại khác nha các bạn nhé. Cái này thì nó sẽ có cái phần tay cầm nằm ngang cho chúng ta, để nó tối ưu cái lực ấn của chúng ta. Đó. Con này thì chuyên để dùng in dấu bài led nha các bạn nhé. Đó, nó chuyên để dùng dấu bài led, tại vì con này cái lực ấn chúng ta in nó sẽ rất là lớn. Đấy. Nó sẽ lực ấn nó sẽ lớn hơn cái con mà cái dạng cầm dọc như bên mình. Rồi ok, thì đây là mặt trước tổng thể nhìn vào. Thì vẫn là các bạn nhìn là thôi, bản nhiệt thì là 5x12 các bạn nhé. Thì gắn được con dấu tối đa là 5x12. Các bạn muốn lớn hơn thì các bạn cứ liên hệ với mình, comment, để lại comment phía bên dưới nhé, mình sẽ tư vấn nhé. Thì đây là mặt hông của nó. Cái này thì nó cũng như những cái máy trước mình nói thôi, nó sẽ có một cái lỗi đó là các bạn đừng bao giờ chỉnh nhiệt quá 395 độ nhé. Các bạn chỉ cần chỉnh quá thì nó sẽ hư máy thôi. Rồi, đây bên hông và đây là mặt sau của nó. Cái này thì mình đã cố định bằng một cái sợi cái gì đây rồi, nó sẽ dây này sẽ không bị tuột ra được. Rồi, nhiệt độ thì cũng như những máy khác thôi. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh luôn. Cái dòng màu đỏ này là nhiệt độ hiện tại của cái đế nhiệt này. Còn cái dòng màu vàng là nhiệt độ chúng ta cài đặt. Thì các bạn muốn nó lên bao nhiêu thì các bạn cứ cài đặt ở đây. Bây giờ để chỉnh được nhiệt độ thì các bạn nhấn nút set một cái nhé. Đây này. Sau đó thì cái dòng màu vàng như nó sẽ chớp. Cái này thì trên camera nhìn là nó sẽ chớp, lúc này nó cũng sẽ chớp hết, nhưng mà thực chất là khi các bạn nhấn thì nó mới chớp các bạn nhé. Đây này, giờ chúng ta chỉnh ở đây, cái này là tăng này, cái này là giảm này. Còn cái này là qua lại với các hàng đơn vị. Đấy, ví dụ qua hàng chục này. Giảm hoặc là tăng. Rồi bên này là hàng trăm. Đó, thì các bạn chỉnh bao nhiêu các bạn chỉnh. Tùy, xong rồi hết rồi các bạn nhấn nút set lại cái nữa. Rồi, thì lên đúng cái nhiệt này nó sẽ ngắt cho chúng ta, chúng ta in thôi. Cái này thì chỉ có cái phần đế nhiệt này thì nó sẽ nóng thôi các bạn nhá. Cái phần từ đây trở lên thì nó không nóng đâu. Thế là R thoải mái nhá, chứ chỉ có một cái phần đế nhiệt ở dưới nó sẽ nóng thôi. Ở trên này là bình thường không có gì đâu. Đấy. Rồi. Thì đây là con dấu mà khách người ta yêu cầu mình test cho người ta nhé. Đây, các bạn thử thấy này. Con dấu này thì bên mình có nhận làm luôn. Nên là bạn nào cần thì cứ để lại bình luận phía dưới nhé. Mình sẽ tư vấn nhau. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ test trên gỗ các bạn nhé. Ok. Cái này vì là máy cầm tay nên là in... nó đều không đều cho cái tay của chúng ta nhé. Cái này mình sẽ in lại mấy cái nữa. Rồi ok. Ở đây nó sẽ có một cái chữ TM này. Các bạn nhìn kỹ ra sẽ thấy có một cái chữ TM này. Cái này cái nét nó cực kỳ nhỏ. Ok, bây giờ mình sẽ in thử bên này nhé. Cái này mình sẽ giảm nhiệt độ một chút. Đây, cái này nó sẽ xuống rất là sâu nhé các bạn nhé, xuống cực kỳ sâu luôn. Rồi, các bạn để mình in lại một cái cuối cùng này. Do là nó có một cái nét, cái chữ TM rất là nhỏ luôn. Bây giờ nó phải in cho nó ra đấy các bạn con. Rồi các bạn thấy chưa? À. Đó. Ok. Rồi thì đây là toàn bộ quá trình mà mình test cũng như là review con máy cho các bạn nhé. Cái này thì mình chỉnh nhiệt độ hạ, nhiệt độ thấp xuống một tí. Thì cái này nó bị quá nhiệt độ nên là in các bạn chỉ cần giữ lâu cái là nó lên thui luôn. Rồi ok, các bạn nghĩ gì về con máy này có thể để lại bình luận phía bên dưới nhé. Các bạn cần mua hoặc là làm dấu hoặc là bất cứ một cái gì mà liên quan đến in ấn thì các bạn cứ liên hệ cho bên mình nhé, sẽ có người tư vấn cho các bạn. Rồi các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có ba cái số hotline nha. Đấy, cần bất cứ cái gì thì các bạn cứ liên hệ cho ba cái số này nhé, mình sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bạn.
Rồi, đừng quên bỏ lại những like cũng như cái kênh nhé để ủng hộ mình. Và cũng như khi nào không bỏ lỡ phần tiếp theo, khi nào bên mình có những clip mới thì nó sẽ thông báo liền cho các bạn. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại.